Kính thưa quý vị, nói về Valentine, chắc hẳn ai cũng biết đó là ngày lễ tình nhân, ngày tôn vinh những tình yêu đẹp. Nhưng lại hỏi, tình yêu là gì? Cái này khó à nha. Ngay cả Xuân Diệu mà còn khăng khăng cho rằng làm sao có thể cắt nghĩa được tình yêu. Có nghĩa gì đâu một buổi chiều gặp em thả diều nơi sở thú, về nhà nhớ nhớ, thế là yêu. Như vậy vẫn chưa xong. Mấy ông bà bên đo lường thì nói rằng tình yêu như tô bún riêu, bao nhiêu sợi bún, bấy nhiêu sợi tình. Bất thình lình, các nhà chuyên gia ẩm thực lại lên tiếng. Họ phản biện rằng tình bạn mới như bún riêu, còn tình yêu thì như hủ tiếu. Cuộc đời không thể thiếu hủ tiếu và bún riêu. Kính thưa quý vị, nói tới, nói lui, nói xuôi, nói ngược mà cũng chưa biết tình yêu là cái gì. Vậy thì bây giờ, Hùng Rô mời tất cả quý vị và các bạn cùng nhau bàn luận về tình yêu. Vâng, xin cảm ơn. Các bác sĩ cho rằng tình yêu là căn bệnh cần chữa trị bệnh nhân bằng chế độ nằm giường, hô hấp nhân tạo và massage lồng ngực. Nhà vật lý, sao lại gọi tình yêu là căn bệnh được khi mà nó tiêu hao năng lượng nhiều như thế? Phải gọi tình yêu là hoạt động. Nhà cơ học, sao lại gọi tình yêu là hoạt động được khi mà tổ hợp máy chính vẫn đứng yên? Phải gọi tình yêu là nghệ thuật. Why you always lying? Nhà nghiên cứu nghệ thuật, sao lại gọi tình yêu là nghệ thuật khi mà ai cũng e ngại phô ra cho người khác xem? Phải nói tình yêu là trò gian lận. Luật gia, sao gọi tình yêu là trò gian lận khi mà hai phía đều thỏa mãn? Phải nói tình yêu là hợp đồng sản xuất. Nhà doanh nghiệp, sao lại gọi tình yêu là hợp đồng sản xuất được khi mà chi phí tốn kém nhiều hơn giá trị sản phẩm cuối cùng? Phải nói tình yêu là khoa học. Giáo sư, sao gọi tình yêu là khoa học được khi mà đám sinh viên làm được còn tôi thì không? Vội vàng anh chọn đóa hoa, anh lựa thỏi sô-cô-la ngọt ngào. Lòng anh thành khẩn ước ao, em sẽ vui sướng lên cao tận trời. Nhẹ nhàng anh khẽ ngỏ lời, tình anh mãi mãi trọn đời không phai. Yêu em chẳng cần đúng sai, nguyện dâng tất cả đời trai cho nàng. Em cười, ngốc quá vậy chàng, biết biết em đã trao chàng từ lâu. Trai hóc môn vừa hôn vừa mốc, gái gò công vừa gồng vừa co, cô gái hơ mông bên bếp lửa, chàng trai lay cô bên bờ suối, cô ông mượn tè dưới khúc cây, cụ bà bắt gian ngay trên giường. Em bò cạp, cạp anh bò cạp, cạp đúng chỗ bò, mà bò đúng chỗ cạp. Thầy sinh vật, vật cô sinh vật, vật đúng chỗ sinh, mà sinh đúng chỗ vật. Chị tiểu thương, thương anh tiểu thương, thương đúng chỗ tiểu, mà tiểu đúng chỗ thương. Chú cà phê, phê cô cà phê, phê đúng chỗ cà, mà cà đúng chỗ phê. Tục ngữ hiện đại. Kiến tha lâu, mỏi cẳng. Không mày đố thầy dạy ai. Có chí thì ghê. Năng nhặt chật nhà.
học ăn, học nói, học gói mang về. Trong cái khó lại ló cái khăn. Thành công vạc lông thành kiến. Giấy rách phải giữ lấy. Bán ve chai. Ăn quả nhớ. Nhả hột ra. Uống nước nhớ. Tè. Thuận vợ thuận chồng. Con đông mệt quá. Con nhà tông không giống lông. Đỡ giống khỉ. Còn nói còn tát. Một điều nhịn là chín điều nhục. Được voi đòi. Hai bà trưng. Văn hay chữ tốt không bằng học dốt lắm tiền. Người tính không bằng máy tính. Tiên học phí, hậu học thêm. Môi hở răng. Hô. Vào một ngày đẹp trời nọ, 80.000 phụ nữ tóc vàng họp meeting trên một sân vận động lớn với chủ đề Phụ nữ tóc vàng không phải là những kẻ ngốc nghếch. Người dẫn chương trình tuyên bố: Hôm nay, tất cả chúng ta gặp nhau tại đây để chứng minh cho toàn thế giới thấy rằng phụ nữ tóc vàng không phải là những người kém thông minh. Có ai trong số các bạn đây xung phong làm việc đấy không? Tức thì một cô gái tóc vàng đứng lên. Người dẫn chương trình hỏi: 15 cộng 15 bằng? Sau khoảng 10-15 giây, cô gái trả lời: 18. Rõ ràng cô ta đã khiến cho mọi người hơi thất vọng. Nhưng 80.000 cô kia liền đồng thanh: Hãy cho cô ấy thêm một cơ hội. Hãy cho cô ấy thêm một cơ hội. Nào cô hãy cho biết 5 cộng 5 bằng? Sau gần 30 giây suy nghĩ, cô ta trả lời: 15. Người dẫn chương trình thở dài. Mọi người đều thở dài. Cô gái tóc vàng cũng bắt đầu khóc. Còn tất cả các cô còn lại hô to: Hãy cho cô ấy thêm một cơ hội. Hãy cho cô ấy thêm một cơ hội. Sau một thoáng do dự, người dẫn chương trình cũng đồng ý: Ok, đây là cơ hội cuối cùng. 2 cộng 2 bằng? Cô gái lau nước mắt và sau đúng một phút suy nghĩ, cô ta trả lời: 4. Trên sân vận động, 80.000 cô gái liền đứng lên la lớn: Hãy cho cô ấy thêm một cơ hội. Hãy cho cô ấy thêm một cơ hội. Câu đố: Thử thách tư duy. Phần 1. Câu 1. Có 3 thằng lùm xếp hàng dọc đi vào hang. Thằng đi sau cầm một cái xô, thằng đi giữa cầm một cái xẻng. Hỏi thằng đi trước cầm gì? Đáp án: thằng đó cầm đầu, tức là đại ca cầm đầu. Nó không phải cầm cái vật gì hết. Câu 2. Có một con trâu, đầu nó thì hướng về hướng mặt trời mọc. Nó quay trái 2 vòng, sau đó quay ngược lại, sau đó lại quay phải 2 vòng. Hỏi cái đuôi của nó chỉ hướng nào? Đáp án: chỉ xuống đất. Câu 3. Một ly thủy tinh đựng đầy nước, làm thế nào để lấy nước giữa đáy ly mà không đổ nước ra ngoài? Đáp án: dùng ống hút. Câu 4. Bên trái đường có một căn nhà xanh, bên phải đường có một căn nhà đỏ. Vậy nhà trắng ở đâu? Đáp án: nhà trắng ở Mỹ. Câu 5. Khi Beckham thực hiện quả đá phạt đền, anh ta sẽ sút vào đâu? Đáp án: quả bóng. Câu 6. Hai người đào trong 2 giờ thì được một cái hố. Vậy hỏi một người đào trong 1 giờ thì được mấy cái hố? Đáp án: một cái hố. Câu 7.
Có một anh chàng làm việc trong một tòa nhà 50 tầng, nhưng anh ta lại chỉ đi thang máy lên đến tầng 35, rồi đoạn còn lại anh ta đi thang bộ. Tại sao anh ta lại làm như vậy? Đáp án: bởi cái thang máy đó không lên tới tầng 50. Câu 8. Có hai người, một lớn, một bé đi lên đỉnh một quả núi. Người bé là con của người lớn, nhưng người lớn lại không phải cha của người bé. Hỏi người lớn là ai? Đáp án: mẹ. Câu 9. Nếu chỉ có một que diêm, trong một ngày mùa đông giá rét, bạn bước vào căn phòng có một cây đèn, một bếp dầu và một bếp củi, bạn thắp gì trước tiên? Đáp án: que diêm. Câu 10. Một kẻ giết người bị kết án tử hình, hắn ta phải chọn một trong ba căn phòng. Phòng thứ nhất lửa cháy dữ dội, phòng thứ hai để những kẻ ám sát đang giương súng, và phòng thứ ba để sư tử nhịn đói trong 3 năm. Phòng nào an toàn nhất cho hắn? Đáp án: phòng thứ ba. Bởi những con sư tử nhịn đói đã chết hết. Con gì nhịn đói 3 năm mà còn sống được? Chiều chiều ra đứng bên cầu bông, bên cầu bông thấy em tan tình mà đang tâm tâm heo ở trong chuồng. Ôi cảm thương trong lòng thương em, thương em từng. Chiều chiều ra đứng bên bờ đê thấy em tan tình mà đang cởi châu về chuồng. Ôi cảm thương trong lòng thương em từng. Chiều chiều ra đứng long thành long thấy em tan tình mà cạo mũ cao su. Ôi cảm thương trong lòng thương em cạo mũ cao su.